Hello, Vũ Luân xin kính chào tất cả quý vị. Hôm nay thì Vũ Luân được tham gia một cái chương trình rất đặc biệt của Bầu Show Su Su. Và nhận lời mời lần này thì là lần thứ hai rồi, nhưng mà Luân cảm thấy rất là hạnh phúc. Bởi vì Cánh Hát Phương Nam Su Su đầu tư rất là hoành tráng về sân khấu. Còn các nghệ sĩ kêu lô tô thì cũng ăn mặc rất là chỉnh tề. Luôn thấy là cái điều đó là mình tôn trọng khán giả. Vì lẽ đó cho nên là Luôn nhận lời mời lần thứ hai để tham gia chương trình của Cánh Hát Phương Nam. Luôn mong rằng là nếu như có lần sau thì mọi người hãy cổ vũ cho bà con cô bác đến Đầm Sen để xem chương trình đặc biệt này nhé. Và mỗi kỳ thì Su Su sẽ tăng cường một số ca sĩ và nghệ sĩ nổi tiếng, cho nên là mọi người hãy ủng hộ cho chương trình. Rất là vui khi được mời đến với đoàn Lô Tô Hương Nam biểu diễn. Thật sự thì thấy không khí ở đây rất là sôi nổi và rất là thích. Thấy khán giả ở đây như thế nào? Dạ, khán giả rất là nhiệt tình mà rất là đông luôn, mà ở từ đầu chương trình cho đến hết chương trình là rất là háo hức luôn ạ. Thấy không? Tức mất á. Gì cũng rất là dễ thương, là ngọc nữ không phải là thanh tâm nha mọi người. Cảm ơn em. Cảm ơn chị Linh Anh ạ. Cảm ơn, chúc em đi là diễn thật là tốt. Cảm ơn Tâm. Rồi đẹp quá nha, giữ 5K nha. Dạ rồi, con cảm ơn chú ạ. Hãy
Thay cảm ơn bà nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.